Chào mừng quý vị đến chương trình Quang Lâm TV. Hôm nay, Quang Lâm xin tóm tắt về thị trường bất động sản tháng 11 năm 2016. Trong tháng 11, có 8.547 đơn vị bất động sản đã được giao dịch trên thị trường, tăng 16.5%. Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán, new listing trong tháng này là 10.518 đơn vị, tăng 10.3%. Tuy thế, nhưng tổng số bất động sản linh hoạt chỉ có 8.639 đơn vị, giảm đến 35.8% so với tháng 11 năm 2015. Những con số này cho thấy tỷ số lượng nhà đăng bán vẫn còn thấp. Đây là tháng tương đối có nhiều listing mới so với những tháng trước đây. Nhưng lại có ít nhà nằm trong danh sách linh hoạt do mọi người vẫn đang tiếp tục lựa chọn mua và đầu tư vào địa ốc tại thành phố Toronto. Giá nhà trung bình trong tháng là 736.684 đồng, tăng 22.7% so với giá trung bình 632.774 cùng thời kỳ năm ngoái. Giá bán trung bình của nhà độc lập là 1.058.273 đồng, tăng 27.6%. Nhà sơ mi là 720.815 đồng, tăng 19.8%. Nhà thao hao là 598.432 đồng, tăng 23.7%. Và condo là 443.586 đồng, tăng 15.1%. Nhà độc lập tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu của người mua trong tháng 11, và đây cũng là một điều dễ hiểu. Trong tổng số bất động sản đã được giao dịch trong tháng có 3.890 đơn vị là nhà độc lập, chiếm 45.5%. Kế đến là nhà sơ mi, 798 đơn vị, chiếm 9.3%. 717 đơn vị là nhà thao hao, chiếm 8.4%. 601 đơn vị là condo thao hao, chiếm 7%. Và cuối cùng là 2.409 là condo, chiếm 28.2%. Khu vực Toronto dẫn đầu danh sách với vùng lựa chọn nhiều nhất với 3.376 đơn vị đã được giao dịch, với giá trung bình toàn vùng là 790.457 đồng. Tất cả đều được bán hơn giá đăng từ 97 đến 105%, cho thấy thị trường vẫn tiếp tục thu hút người mua trong và ngoài nước. Trong tháng này, vùng York tăng lên vị trí hàng thứ 2 trong các khu vực được ưa chuộng với 1.683 đơn vị đã được giao dịch, với giá trung bình toàn vùng là 974.353 đồng. Giá trung bình tại thành phố King đã lên hàng triệu đồng là 1.454.665 đồng. Giá trung bình tại thành phố Newmarket là 819.409 đồng. Giá trung bình tại thành phố Richmond Hill là 1.113.485 đồng, và giá trung bình tại thành phố Vaughan là 982.336 đồng. Sau nhiều tháng nằm ở hàng 2, khu vực Peel với 1.583 đơn vị được bán ra trong tháng đã xuống hàng thứ 3, với giá trung bình toàn vùng 641.235 đồng. Giá trung bình tại thành phố Brampton là 598.251 đồng, giá thành phố Caledon là 839.325 đồng, giá trung bình tại thành phố Mississauga là 658.925 đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tóm tắt về thị trường bất động sản của tháng 11 năm 2016 trên Quang Lâm TV. Khi quý vị có nhu cầu tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến bất động sản trong vùng GTA, hãy theo dõi những video clip Quang Lâm đã thực hiện trên trang nhà quanglamtv.com. Khi có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc mua bán nhà, cơ sở thương mại, quý vị có thể gọi trực tiếp cho Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 để được tư vấn các thông tin mới nhất về các khu nhà đang bán hoặc đang cho thuê, các condo mới đầy đủ tiện nghi tại trung tâm thành phố đã, đang và sẽ xây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Quang Lâm TV kỳ tới. Chúc quý vị những ngày cuối năm đầy ấm cúng và thanh thản bên cạnh người thân.